Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của nhóm cuối cùng, đó chính là Oren. Với ý tưởng là Oren là một nền tảng website app cho thuê máy ảnh trực tuyến với cách thức hoạt động dựa trên sự kết nối giữa bên cho thuê và người đi thuê qua việc tìm kiếm sản phẩm dịch vụ phù hợp với mình về vị trí chất lượng trên nền tảng, sau đó thanh toán phí thuê và phí cọc trực tiếp trên nền tảng đó. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng xem qua một clip để hiểu hơn về dự án này. Xin chào. Mình là Nhã. Mình là Nguyên. Mình là Thanh. Mình là Nguyên. Tụi mình là Oren. Trải qua một hành trình dài tham gia cuộc thi Người Nhân Văn Khởi Nghiệp với sự hướng dẫn tận tình của các mentor, thì nhóm của chúng mình đã rút ra được một bài học kinh nghiệm, đó chính là khi xây dựng dự án cần phải nhắm đến tính thiết thực của dự án đó đối với nhu cầu của thị trường, mang lại những giá trị cho người sử dụng, đồng thời còn phải chú trọng tính nhân văn và tính xã hội trong dự án để thông qua dự án có thể mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Vâng, dự án Oren là một nền tảng website kết nối cho thuê máy ảnh trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Slogan của tụi mình là Let's go to Spain. Lời đầu tiên cho phép em được gửi lời chào đến toàn thể ban giám khảo cùng các bạn đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em là Nhã và bạn kế bên em là Nguyên. Tụi em là Oren, dự án về nền tảng kết nối cho thuê máy ảnh trực tuyến. Thì trước khi bắt đầu đến phần trình bày của em thì em muốn kể cho mọi người một câu chuyện. Em đã chơi máy ảnh được khoảng một năm nay rồi và tuy nhiên em chưa có đủ tài chính để em mua một cái máy ảnh. Thì sắp tới là lễ tốt nghiệp của bạn em và em muốn mượn máy ảnh của bạn bè để đi chụp cho bạn em. Tuy nhiên bạn em lại không có ai có máy ảnh hết. Thì nó dẫn đến việc là em phải đi thuê máy ảnh. Khi mà em lên mạng, em tìm địa điểm thuê máy ảnh á, thì nó có rất là nhiều, nó hiển thị đến 78 triệu kết quả tìm kiếm của việc cho thuê máy ảnh. Và có rất là nhiều mức giá, có rất là nhiều loại máy ảnh, chưa kể đến địa điểm và cái chất lượng em cũng không chắc nữa. Và bắt nguồn từ cái vấn đề đó, Nguyên ơi, bắt nguồn từ cái vấn đề này thì tụi em nhận ra là người dùng dễ bị rối thông tin vì không tìm được địa chỉ uy tín để thuê sản phẩm. Vì thế giải pháp mà Oren đề ra đó chính là tạo một nền tảng kết nối cho thuê trực tuyến với độ tin cậy cao. Tụi em sẽ tạo ra một marketplace để kết nối người đi thuê và người cho thuê trên cùng một nền tảng. Từ đó người đi thuê họ có thể chọn theo giá trị, theo số tiền và theo cái đặc điểm của cái máy ảnh mà họ muốn. Và ngoài những cái giá trị kinh tế mà dự án có thể đem lại, tụi em còn có giá trị về nhân văn, đó là tụi em giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và tránh những cái trường hợp lừa đảo khi mà cho thuê máy ảnh, ví dụ là đưa ra cái giá mức giá quá cao cho việc thuê máy ảnh. Và hơn nữa, cao hơn thế là tụi em muốn đóng góp vào cái giá trị xã hội, đó là đóng góp vào một trong 17 mục tiêu bền vững của Liên Hợp Quốc là đảm bảo mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững. Về đánh giá thị trường thì theo như thống kê từ Global Digital Report năm 2019 thì trong cái danh mục những sản phẩm có thị trường tiêu thụ là thương mại điện tử thì thiết bị kỹ thuật số đã chiếm 392,6 tỷ ở trên thị trường thế giới, chiếm 6,46 tỷ ở thị trường Đông Nam Á và chiếm 610 triệu ở thị trường Việt Nam. Và ở thị trường Việt Nam, thiết bị kỹ thuật số chính là cái danh mục mà có cái lượng tiêu thụ bằng thương mại điện tử cao nhất. Ngoài ra, theo như nhận định từ quản lý cấp cao chiến lược của máy ảnh Nikon thì ông đã cho biết là Việt Nam hiện đang là thị trường máy ảnh kỹ thuật số có tiềm năng phát triển cao nhất Đông Nam Á. Và để chứng minh rõ hơn thì chúng em có thể đặt vào cái bối cảnh là ở Việt Nam hiện tại đang có rất là nhiều những cái cửa hàng cho thuê, tuy nhiên nó đều là những cửa hàng cho thuê offline rời rạc và không có tính liên kết. Và ở nước ngoài đã có một số các mô hình cho thuê kết nối những người dùng chơi máy ảnh trên cùng một cái website. Và có thể kể đến như là Kidsplit hay là ShareGrid với cái số lượng doanh thu và người dùng hết sức ấn tượng. Ok. Vâng, đến với Oren sẽ có hai đối tượng người dùng. Đầu tiên sẽ là người chủ sở hữu, chính là những cái cửa hàng thuê offline hiện tại, những photographer, những nhà làm phim. Thì họ đến với nền tảng thì họ sẽ trải qua bước tạo tài khoản, cung cấp những thông tin cần thiết nhất. Và sau đó thì sẽ là quy trình 3 bước. Đầu tiên là xác thực thông tin, bước 2 đăng sản phẩm của mình lên qua thông tin về loại, danh mục, thương hiệu, giá cả và thời gian. Tiếp theo là nhận tiền. Nguyên ơi,
Slide Nguyên ơi. À, tiếp đến thì cái người dùng tiếp theo sẽ là cái người đi thuê, chính là những cái photographer, nhà làm phim, những người mà bán chuyên nghiệp đang có nhu cầu thì đến với nền tảng thì họ sẽ cũng cung cấp những thông tin tương tự như người chủ sở hữu và cũng trải qua ba bước. Đầu tiên là tìm sản phẩm, bước hai là thuê thông qua việc chọn ngày, giá cả sản phẩm, bước cuối cùng là tận hưởng và cuối cùng là trả lại. Đơn giản ạ. Với câu hỏi marketing, tụi em thực hiện mô hình 4B, đó là đưa sản phẩm đến, sản phẩm của chúng em chính là các giao dịch thuê sản phẩm và các gói ưu đãi người dùng. Giá sẽ được thay đổi phù hợp với từng đối tượng người dùng và điều này sẽ thể hiện rõ hơn qua kế hoạch tài chính. Về phân phối, chúng em sẽ phân phối chủ yếu qua website và app, và quảng cáo chúng em sẽ sử dụng chủ yếu là về digital marketing, đó là chúng em sử dụng qua mạng xã hội, qua Facebook, LinkedIn trong các group cộng đồng về nhiếp ảnh, sử dụng Google Ads, các chiến dịch quảng cáo và cũng như là tụi em sẽ hỗ trợ các sự kiện về nhiếp ảnh để quảng bá cái thương hiệu của chúng em. Tiếp theo về bức tranh tài chính. Ở tài chính thì tụi em sẽ chia ra hai phần, đầu tiên là về doanh thu và các rút chi phí. Về phần doanh thu sẽ đến từ cái mô hình kiếm tiền. Thì tụi em đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về các mô hình kiếm tiền trên platform cũng như kiến thức về platform. Thì đến với mô hình của em thì cách tính lấy tiền sẽ qua ba cách. Đầu tiên là phí giao dịch thì sẽ lấy qua người chủ sở hữu là từ 10 đến 15% và người đi thuê sẽ là 2 đến 5%. Tiếp theo là dịch vụ đi kèm thông qua các package, các gói cho thành viên. Cuối cùng là quảng cáo. Bên đó thì tụi em cũng đang nghĩ đến những phương án khác như là subscription chẳng hạn. Tiếp theo là về các rút chi phí thì tổng chi phí trong một năm thì tụi em ước tính tầm 886 triệu, trong đó có rút chi phí như sau: lương thì 46.6%, marketing thì là 29.35%, vận hành là 28.66% và chi phí nền tảng là 1.3%, tại vì tụi em đang có nhân sự để code và được hỗ trợ. Yeah. Về lộ trình, tụi em sắp ra mắt vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, và để thực hiện cái lộ trình này thì tụi em sẽ nhấn mạnh qua ba chỉ số. Đầu tiên chính là cái số lượng sản phẩm, thì tụi em đang tăng dần cái số lượng sản phẩm theo từng năm và thêm vào các dịch vụ trải nghiệm cũng như là tối ưu giá trị cho người dùng. Tiếp theo là về khu vực, thì hiện tại tụi em sẽ phát triển trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh và hy vọng sẽ lan tỏa ra các Hà Nội, các thành phố lớn khác cũng như là Việt Nam, và sau đó là lan ra các nước khu vực. Tiếp đến là chỉ số về active user, tỷ lệ người dùng hoạt động, thì cái kỳ vọng sau 4 năm tụi em sẽ là 20.000 active user. Về thông tin cờ vốn thì tụi em đang bước vào vòng Angel Round, thì tụi em đang kỳ vọng gọi được 280 triệu cho 5% cổ phần. Thì với 280 triệu này tụi em sẽ phục vụ cho 5 tháng, chia ra 2 giai đoạn. 2 tháng đầu thì tụi em sẽ tập trung vào phát triển sản phẩm và 3 tháng sau thì bắt đầu chạy giai đoạn đầu. Thì có chi phí thì lương sẽ là 79%, marketing thì là 2853 và vận hành cũng như web thì là những số như vậy. Yeah. Tiếp theo về thành viên thì tụi em là 5 người đến từ 3 trường đại học. Trong đó thì bạn Bình sẽ là co-holder và là kỹ sư AI, bạn Nhã và bạn Thanh sẽ là marketing, bạn Nguyên sẽ là designer và em là founder cũng như là vận hành chung. Thì hiện tại thì em còn 2 thành viên, đó là một CFO và một CTO. Dạ, xin cảm ơn ạ. Alo, em ơi cho anh hỏi, hiện nay anh thấy em ghi là khách hàng của em là gì? Bán chuyên, studio, còn đối tượng đó là gì ạ? Còn xin một đối tượng khách hàng nữa, là anh em liệt kê, anh nhớ hình như là nãy anh nghe qua là 3 đối tượng khách hàng là bán chuyên. Yeah. Bán chuyên, cái thứ hai là phòng studio. Yeah. Cái thứ ba là ai vậy em? Ok, em sẽ nói lại là sẽ có 2 đối tượng người dùng chính. Một là chủ sở hữu, thì chính là những người cửa hàng offline hiện tại, cũng như là studio là họ có dư thiết bị theo mùa ấy. Thứ hai là photographer, nhà làm phim, nghĩa là tất cả những người mà bán chuyên nghiệp mà có thiết bị điện tử, máy ảnh thì họ đều là khách hàng của em được. Tại vì tên là platform. Anh nói là người thuê á. Người thuê sẽ là người nhiếp ảnh gia, nhà làm phim cũng như các studio họ thuê lẫn nhau. Vẫn được ạ. Rồi cho anh hỏi. Dạ. Chỗ này một xíu. Hiện nay cái đối thủ cạnh tranh của ngành của em nhất là cái gì vậy? Em đoán. Em nghĩ thì tụi em sinh ra là để đồng hành cùng những cái cửa hàng offline hiện tại cũng như là phát triển song hành cùng những cái nền tảng khác cho thuê khác để tăng giá trị người dùng lên. Còn nếu đối thủ cạnh tranh thì chỉ là thay thế là những cái cửa hàng mua bán trực tiếp thôi. Dạ. Rồi. Hiện nay anh nghĩ là cái đối thủ của em mà người ta không thuê, tại sao? Ai cũng xài điện thoại di động và điện thoại di động càng ngày càng nâng cấp.
nâng cấp đến mức độ mà có thể nó lên rất là hiện đại và chụp rất rõ và đẩy thông tin đi rất là nhanh. Một cái máy chuyên nghiệp em chụp xong em đem về em xử lý, em đẩy ra cái dữ liệu nó chậm lên, nó rất là đẹp. Nhưng mà em có hiểu rằng nếu một cái máy chuyên nghiệp mà em không biết chụp, em chụp còn xấu hơn cái điện thoại em không? Em chia sẻ xíu, em là người biết chụp ảnh. Thì khi mà chụp ảnh đó, thì rõ ràng những đám cưới hay những cái sự kiện thì họ chắc chắn sẽ không dùng điện thoại, mình chỉ chụp điện thoại để check in thôi, còn để ra hình đẹp hay gì đó thì mình phải chắc chắn phải dùng cái máy ảnh chuyên nghiệp. Thì đó là cái vấn đề mà những cái khách hàng là photographer hay studio chẳng hạn họ đang cần. Rồi anh mới nói vô cái, anh hỏi một vòng để anh nói vô cái chính nè. Thứ nhất, đối tượng mà xài cần phải chụp đẹp trong một sự kiện đó, họ không bao giờ đi thuê máy mà họ thuê người chụp. Vì lý do là họ cần cái hình ảnh đó trong lịch sử, trong đời, họ phải thuê người chụp chứ họ không tin tưởng vào bất kỳ ai chụp. Bạn bè có máy chụp giùm họ cũng không tin luôn. Họ cần nhất là một ông chụp hình chuyên nghiệp họ trả tiền. Là anh sợ là cái đối tượng khách hàng thuê tụi em á, là họ lúc đó họ lại không thuê mà họ cần thuê người chụp. Ủa dạ, ý là khách hàng của em là người chụp hình chứ không phải là người em là host sự kiện, em không phải là người khách hàng mà là cái người. Anh hiểu ý em nói, có nghĩa là cái người, những khách hàng họ cần thì lúc đó họ thuê người chụp. Thì dẫn đến câu chuyện là không có người thuê máy mình á. Không có người thuê máy, họ thuê người chụp mà người chụp đã có máy rồi. Tất cả những người chụp đó đều phải có máy hết họ mới sống được. Còn những cái phòng studio, không phòng studio nào không có máy cả. Thành ra họ, anh sợ nó không thuê máy của mình đấy. Dạ, ok, em ghi nhận ý kiến của anh. Thì em có hai ý để nói là, đầu tiên thì tụi em có dịch vụ, những vụ sau này như vụ tiền với ảnh và doanh nghiệp chẳng hạn. Đó là một. Thứ hai là khi studio họ chụp theo mùa vụ, studio là họ cần cái máy như vậy để chụp cho một cái sự kiện như vậy chuyên nghiệp, thì họ sẽ thiếu cái sự kiện này trong cái mùa tiếp theo. Thì khi mà mỗi người mà sinh ra mà mỗi cái khu vực có một cái chuyên môn riêng và họ muốn hỗ trợ lẫn nhau thì nó sẽ tốt hơn cho xã hội. Thì đó là cái vấn đề tụi em đang làm. Thì em nghĩ là chắc chắn sẽ có thiếu rồi. Rồi công nhận em cái đó đi, coi như chấp nhận cái đó. Tại hỏi là tụi em thế chấp máy bằng cách nào vậy? Cho thuê máy thế chấp bằng cách nào vậy? Dạ, thay vì thuê truyền thống thì mình sẽ cọc tiền trực tiếp. Thì bây giờ khi mà thông qua nền tảng thì họ sẽ có những option khác nhau. Những option cơ bản nhất là sẽ đặt cọc qua thẻ ngân hàng tín dụng ngân hàng. Nghĩa là khi họ nhấn một cái nút là họ chấp nhận để cái bên thứ ba là ngân hàng tụi em đang hợp tác với Momo chẳng hạn, thì Momo nó sẽ giữ cái tiền đó trong thẻ tín dụng của họ. Và khi cái số dư khả dụng của họ vừa dư qua khỏi cái giá trị value của cái máy thì họ sẽ chấp nhận được cái chuyện thuê cọc đó. Dạ. Còn thứ ba là tụi em cũng có những option cho bảo hiểm để họ hỗ trợ vào chuyện này. Ồ, cái này căng đó nha. Có nghĩa là thế chấp một cái máy, giả sử một cái máy 20 triệu, cái máy chụp ảnh tương đối là khoảng 20 triệu đi. Thì người ta phải thế chấp 20 triệu, không ai ta khinh máy mình đi sao em. Mà thế chấp 20 triệu để thuê cái máy thì anh nghĩ cũng căng đó em. Căng á. Nhưng cái thứ hai em có hiểu rằng cái ngân hàng họ lấy tiền họ giữ giùm chúng ta, họ không lấy của ai cả, nhưng mà họ hồi về cho mình sớm nhất là 10 ngày không? Có nghĩa là tiền nó giữ cọc, sau đó nó hồi ngược trở về tài khoản của người ta là sớm nhất là 10 ngày đó em. Sau khi đã máy xong 10 ngày sau họ mới hồi về, có nghĩa là người ta bị giữ mất số tiền đó 20 triệu. Sớm nhất là 10 ngày mà trung bình là 30 ngày đó em. Dạ, thì đó là một cái option của em, nhưng mà cái option của em thích hơn chính là option làm về bảo hiểm, nghĩa là cả hai bên họ sẽ có những mức bảo hiểm khác nhau khi họ mua những cái gói khác nhau từ bảo hiểm, thì cái option đó tụi em ưu tiên hơn. Dạ. Thực ra cá nhân anh thì bởi vì là cái mảng cho thuê máy ảnh mà lại máy ảnh dành cho photographer mà chuyên nghiệp như này thì anh cũng giống như anh, tức là về cơ bản thì anh thấy cái thị trường này nó tương đối là hẹp, nó rất khó để nó scale được. Thứ hai nữa là với mỗi người khi mà có tay nghề ảnh thì đều có mong muốn rằng là mình sẽ có cái thiết bị của riêng mình đi tác nghiệp cho nó dễ, ai gọi điện cái bảo chụp hộ bộ ảnh thì mình đi mình làm. Cho nên là cái việc mà một người đã có nghề chụp ảnh rồi mà lại đi thuê thì cái nhu cầu đấy theo đánh giá của anh nó là nhu cầu không thường xuyên và nó khá là đặc thù. Cái việc liên quan đến cái việc mà cho thuê máy ảnh thì anh vẫn nghĩ là hình dung giống như kiểu anh đến một cái thành phố nào đấy như Đà Nẵng, Nha Trang, anh thuê cái xe máy thôi thì như thế thì nó tiện. Chứ nếu mà đi qua một cái quy trình online của bên em mà nó lại có những cái nó khá là phức tạp cũng như là đưa đến một số những cái không tiện cho người dùng thì nó sẽ lại còn làm giảm thêm nữa. Mà bọn em connect những cái người ở trong cùng một cái khu vực đấy đi, bởi vì cái việc mà thuê đấy thì nó phải gần nhau thì nó mới thuê được. Thì người ta đã đến ở trong cùng một khu vực rồi mà lại đi lên trên online kết nối thanh toán để thuê thì anh nghĩ là cái đấy nó cũng càng không tiện. Thà anh chạy ra quán cà phê anh thuê luôn cho nhanh, đúng không?
Thì cái đấy là cái mà góp ý của anh thôi. Dạ cảm ơn ạ. Nhưng mà tụi em cũng đừng nản lòng nha. Trong hôm nay mà thi mà không có giải gì thì đừng nản lòng nha. Có một cái mà anh nghĩ cái tốt chỗ này nè, là làm sao mà làm được cái platform mà chỉ có khoảng 200 triệu. Thì đầu tiên thì team em thì có một CTO của em á, thì anh đã là một cái làm về IT khởi nghiệp từ 5 năm trước rồi, thì đang làm tụi em luôn, thì đó là team chính của em, thì em sẽ viết code app thì được. Thì app này là app này là do tụi em viết phải không? Thì cái tài năng nằm chỗ đấy. Bây giờ giả sử mình thay cái sản phẩm máy ảnh bằng một sản phẩm khác, đúng không? Mà mấy anh này, anh Thành với lại anh Quang đều nói rất là rõ đó, thị trường nó quá hẹp, nó niche quá đi. Bây giờ mình em lần trước em thi là cho thuê về sách mà, đúng không? Tự nhiên thuê sách thì tự nhiên chuyển sang về về máy ảnh thì nó quá hẹp. Thuê sách thì có mấy thầy có rất nhiều sách quý, bán luôn thì không chịu, mà giữ trong học tủ thì nó hơi phí đó. Có thể trao đổi nhau những cuốn sách cực kỳ quý, và anh nghĩ thị trường nó sẽ rộng. Thì thôi bây giờ giữ cái tài năng mà viết cái app đó với cái giá rất là rẻ, đúng không? Có thể viết app cho anh cũng được, mày muốn thế. Đấy thì bây giờ chuyển cái sản phẩm. Nhiều cái khách hợp hộ anh đóng em bao nhiêu tiền viết app, tháng cái 2 cái app gọi cáp 500 triệu. Bây giờ nó mất có 200 mà ông nói vậy bây giờ tăng giá. Thì thôi á, là anh nghĩ là giữ lại cái ngọn lửa ở chỗ là khả năng viết app. Có thể các anh em trong khán phòng này có thể thuê, tại mấy anh em doanh nhân đây nhiều lắm. Cái thứ hai là nghĩ sản phẩm khác đi. Sách. Tại lần trước anh chấm tụi em đậu là sách mà. Thành ra là phải suy nghĩ kỹ lại nha. Máy ảnh hẹp quá. Very narrow. Mà chưa kể là hư hao rồi bụi bám rồi bể rồi chày xước của người ta đủ thứ chuyện hết. Nha. Phiền. Ok. Yeah. Anh kể câu chuyện thật cho em nghe nha em. Nó xách cái máy của em về cái len của người ta mấy xin xịn mấy chục triệu á. Nó về mấy cô nhảy ra biển chụp qua chụp lại cái hơi đất biển vô á, nó thì hư cái len ta luôn. Là cái thứ nhất, cái đó là vô tình. Cái thứ hai về cái len xịn của người ta về y chang len đó, mà len nó gỡ mất rồi còn len nó len dởm gắn vô rồi. Em có tin gì nó có thật á. Có nghĩa là cái len y chang luôn, không khác gì hết, nhưng mà cái len đó đã bị thay mất rồi. Một cái len xịn nó cả trăm triệu là chuyện bình thường đó nha, nói dứt rồi. Dạ, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn ban giám khảo và xin được chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin được công bố 5 dự án đạt giải khuyến khích của cuộc thi Người Nhà Văn Khởi Nghiệp, và mỗi giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng cùng với kỷ niệm chương. Cùng đạt giải khuyến khích xin chúc mừng Orange. Orange.com, nền tảng cho thuê không giới hạn. Và đây chính là 5 dự án đã xuất sắc đạt giải khuyến khích của chương trình Người Nhân Văn Khởi Nghiệp lần 1 năm 2019. Xin cho phép tôi được mời Thạc sĩ Trần Nam và ông Lương Nguyễn Xuân Vũ sẽ lên trao giải khuyến khích cho 5 nhóm thí sinh. Kính thưa quý vị, trải qua hành trình hơn 3 tháng, các nhóm thí sinh dự thi đã vượt qua rất nhiều thử thách để có mặt trong đêm chung kết ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được chúc mừng Vico, Đơn Dương Travel, Mipin, Orange đã xuất sắc